Tử vi tuổi Ất Sửu 1985 tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Lộc Tài. Lời đầu tiên xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bảo Hân sẽ chia sẻ về vận trình của những gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi rủi ro. Vậy trong tháng này, tuổi Ất Sửu có gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt hay gặp đen đủi, xui xẻo đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời anh chị cùng theo dõi video để biết thêm chi tiết cụ thể. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mồ mả, âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn cùng theo dõi video. Đầu tiên là tổng quan về tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch, tức ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục. Xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ, Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Ất Sửu trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất đó là ngày âm lịch 12 tháng 2 năm 2021, tức ngày 24 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 5 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Ất Sửu trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 2 năm 2021, tức ngày 17 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 2 năm 2021, tức ngày 29 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 10 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thứ hai là tổng quan tử vi tuổi Ất Sửu 1985 trong tháng 2 âm lịch. Người tuổi Ất Sửu 1985 mệnh Hải Trung Kim là người có tính cách sôi nổi, nhiệt tình. Cuộc sống của họ cũng luôn bận rộn với rất nhiều màu sắc. Họ có nhân duyên vô cùng tốt, được rất nhiều người quý mến và giúp đỡ tận tình. Thời trẻ, họ may mắn được sống cảnh sung túc. Tuổi trung niên, mọi thứ đều ổn định, từ sự nghiệp tới gia đình đều không có gì phải lo lắng nhiều. Vậy nên họ có tuổi già an nhàn, hưởng phúc lộc trời ban. Trong vận mệnh người tuổi Ất Sửu, có thể một đôi lần gặp phải tai nạn bất ngờ ngoài ý muốn, song thương tật đều không quá nghiêm trọng. Khi tiếp xúc với người khác giới, họ cần đặc biệt cẩn trọng. Nam giới nên tránh kết thân với phụ nữ đã có gia đình. Nữ giới thì cũng không nên bầu bạn với đàn ông có vợ để không vướng phải nguy cơ trở thành người thứ ba. Ất Sửu thuộc mẫu người cẩn trọng, làm việc gì cũng chu đáo, ít bị sai lầm. Họ là mẫu người trung hậu, thủ tín, cẩn thận trước mọi vấn đề nên thường chậm chạp, nhiều bảo thủ nhưng giản dị trong cuộc sống và có tinh thần cách mạng cao độ. Ưu điểm của các tuổi Ất Sửu là tính kiên trì, tinh thần trách nhiệm cao, cân nhắc tỉ mỉ trước khi hành động. Khuyết điểm là rất cố chấp, bướng bỉnh, luôn luôn theo ý kiến của mình, dù được nhiều người có kinh nghiệm nhắc nhở. Tân âm kim gặp Sửu âm thổ là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Ất Sửu cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Trong tháng này, những người làm công ăn lương sẽ bận rộn với công việc khiến họ rất mệt mỏi và dễ bị ốm. Đối với những người đang làm kinh doanh, sự may mắn tài lộc đang đứng về phía bạn. Bạn sẽ có thể đạt được tài lộc, nhưng bạn phải để ý đến các vụ trộm. Cửa giả an toàn, ở nhà chặt chẽ, cố gắng tránh đi làm đường tối. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo và giúp con đường công danh tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, thì người tuổi Ất Sửu cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, còn sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ ba là sự nghiệp của tuổi Ất Sửu. Tử vi tháng 2 âm lịch của tuổi Ất Sửu dự đoán rằng những người sinh năm 1985 sẽ có nhiều may mắn trong sự nghiệp. Bạn nên nắm bắt cơ hội và thiết lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng. Theo cách đó, bạn có thể từng bước đạt được mục tiêu của mình. Nếu bạn nỗ lực không ngừng, cuối cùng bạn sẽ đạt được mục tiêu. Hơn nữa, kết quả bạn đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt đồng nghiệp. Đặc biệt, bạn sẽ nhận được sự ủng hộ từ các nhà quản lý, sếp và đạt được cấp độ cao hơn trong sự nghiệp. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Ất Sửu nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ tư là tài lộc của tuổi Ất Sửu. Tử vi có cho thấy tuổi Ất Sửu sẽ gặp nhiều may mắn trong tài lộc. Bạn sẽ nhận được thu nhập từ tiền lương và có tiền thưởng. Việc bạn dành phần lớn thời gian cho việc cải thiện hiệu suất làm việc và tăng năng lực cá nhân đã giúp tăng thu nhập đáng kể trong tháng này. Hơn nữa, người tuổi Ất Sửu rất nhạy bén và biết nắm bắt thời cơ. Đầu óc kinh doanh táo bạo tạo cho bạn khoản tích lũy không hề nhỏ. Tuy vậy, bạn tính phóng khoáng, chi tiêu không kế hoạch nên tiền làm ra cũng không giữ được bao nhiêu. Cho nên bạn cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể thì mới có thể để ra được. Để may mắn, thành công, các gia chủ tuổi Ất Sửu hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó.
Thứ năm là tình cảm và gia đạo của tuổi Ất Sửu. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm có thể tốt cho những người sinh năm 1985. Bạn có thể phải lòng ai đó và cần nắm bắt cơ hội. Hai bạn sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Với những người không phù hợp, hãy nhất quyết từ chối không liên quan, bởi điều đó chỉ tốn thêm thời gian và tiền bạc của bạn. Đối với những người đã có gia đình thì cảm xúc của bạn lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa để giữ gìn hòa khí. May mắn trong tháng này, gia đình bạn sẽ có chuyện vui, có thể một chuyến du lịch ở nơi xa. Đây là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ của bạn với các thành viên. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Ất Sửu cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giác khai vận của phong thủy lộc tài. Đây là vật phẩm được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc và hòa hợp cho gia chủ. Thứ 6 là sức khỏe của tuổi Ất Sửu. Tháng này, sức khỏe của tuổi Ất Sửu không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên bạn vẫn cần chú ý đến thể trạng của bản thân. Cơ thể sẽ dễ suy nhược nếu bạn tiếp tục thức khuya và uống rượu. Nếu đã có tiền sử mắc bệnh nào đó, hãy chú ý đến trường hợp tái phát trong tháng này. Ngoài ra, hãy ra ngoài để thay đổi không khí, tổ chức những chuyến đi cho bản thân và gia đình. Và lái xe thì cần chú ý xảy ra bất trắc. Ngoài ra, bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ được. Để tăng cường sức khỏe, những gia chủ tuổi Ất Sửu cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giác khai vận của phong thủy lộc tài. Vòng tam giác khai vận được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây chúng tôi đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn tuổi Ất Sửu trong tháng 2 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng Phong Thủy Lộc Tài. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi, và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Ất Sửu trong tháng 2 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.